vẫn là Olaha. Tỷ đè quá ổn, đưa bóng vào, cơ hội, Mạnh Quỳnh, sút bóng, đó là lời khẳng định của tuổi trẻ. Được chuyền dành cho Olaha, cố gắng đưa bóng vào, Vương Văn Huy, sút bóng, không vào. Pha phối hợp khá nhịp nhàng của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An kết thúc bằng cú dứt điểm của Trần Đình Tiến. Vương Văn Huy đã có một tình huống căng ngang khá tốt và không ai theo kèm Đình Tiến ở pha bóng này cả. Trước đó phải kể đến nỗ lực của Olaha để chuyền bóng sang phía cánh đối diện cho Vương Văn Huy. Đáng tiếc với Sông Lam Nghệ An là cú dứt điểm của Trần Đình Tiến đưa bóng đi cao hơn khung thành một chút thôi. Trọng Hoàng sút bóng. Cầu thủ lớn tuổi nhất trên sân đã không thể dứt điểm ngay. Sút bóng. Thêm một lần nữa thì Trần Đình Tiến là người đã uy hiếp khung thành của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và xử lý bài bản của Trần Đình Tiến. Một nhịp gạt sang ngang để vượt qua sự truy cản của Daniel Green. Và sau đó là sút bóng bằng chân trái. Olaha có được khoảng trống, sút xa. Nhưng không khó với Patrick Lê Giang. Olaha có thể là đang nhớ Jordi Soladio. Đường chuyền nhanh lên phía trên dành cho Olaha. Olaha đã chiếm lĩnh được vị trí và bây giờ là Olaha. Sút bóng. Vẫn là điểm mạnh của Olaha được thể hiện. Luôn sẵn sàng ở phía trên. Chờ những đường chuyền nhanh của đồng đội băng lên. Chiếm lĩnh được vị trí và có cú dứt điểm. Pha phát động tấn công và đưa ra một cú dứt điểm rất nhanh đến từ Sông Lam Nghệ An. Vâng, không ai khác cả, vẫn là Xuân Tiến. Cái duyên ghi bàn vẫn thắm lên và vẫn đến từ vị trí của Xuân Tiến, người đã có được bàn thắng thứ 3 kể từ đầu mùa. Hai trận đấu liên tiếp Xuân Tiến ghi bàn và chứng tỏ được rằng mình là một con mài rất quan trọng trong hệ thống của Sông Lam Nghệ An. Chúng ta sẽ cùng xem lại bàn thắng này. Pha tạt bóng vào quá tốt. Xuân Tiến đã chiếm lĩnh được vị trí và có một cú đánh đầu hướng trái bóng về góc xa, đánh bại được thủ thành Patrick Lê Giang. Quả tạt rất tốt của đồng đội dành cho Xuân Tiến. Người đã tạt bóng cũng là một cầu thủ trẻ với tiềm năng đang chờ đợi trong tương lai là Ngô Văn Lương. Olaha bóng vẫn còn trong cuộc. Vẫn là Olaha. Tỷ đè quá ổn. Đưa bóng vào. Cơ hội. Mạnh Quỳnh. Sút bóng. Đó là lời khẳng định của tuổi trẻ. Một trận đấu mà Sông Lam Nghệ An đặt niềm tin trọn vẹn vào các cầu thủ trẻ. Những quân bài chiến thuật đều đã lên tiếng trong hiệp thi đấu thứ hai và họ mang tới một niềm vui tột độ dành cho các cổ động viên của đội chủ nhà. Thêm một lần nữa thì hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bị đánh sập bởi những pha lên bóng ở cánh trái của Sông Lam Nghệ An. Người lập công lớn trong bàn thắng này không ai khác là Olaha. Mạnh Quỳnh đã đón bóng được ở tuyến hai và có một cú sút quyết đoán. Không còn ai để có thể tạo ra được một tấm lá chắn cho hàng phòng ngự của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Olaha đã có đủ thời gian và quan sát khá tốt. Đường chuyền nhanh dành cho Olaha.
Lại là Olaha. Không được. Cú tỉa bóng ấn tượng của Ngô Văn Lương dành cho Olaha. Tuy nhiên thì Olaha đã không thể dứt điểm trước sự truy cản của Hoàng Phúc. Vẫn sẽ có phạt góc dành cho Sông Lam Nghệ An. Ở trận đấu này thì tiền đạo trẻ Ngô Văn Lương cũng đã có được một tình huống kiến tạo. Một lần nữa thì Sơn Vinh là điểm đến không mang tới sự vui vẻ cho chiến hạm đỏ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong hiệp thi đấu thứ hai thì Xuân Tiến và Mạnh Quỳnh là những người đã ghi bàn vào lưới của thủ thành Patrick Lê Giang để giúp cho Sông Lam Nghệ An có thêm 3 điểm và rất gần với cột mốc trụ hạng. Và lúc này thì Sông Lam Nghệ An đã có được 19 điểm sau các trận đấu đã qua. Còn với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, họ vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình chạy trốn khỏi vị trí cuối bảng.